Minh Chí xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Thưa quý vị, trước mặt Minh Chí đây là một chiếc máy hàng điện tử HK160A được Hồng Ký nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Như quý vị thấy thì với một cái chiếc thùng cạc tông như thế này, thiết kế rất là chắc chắn, màu sắc thì tươi mới và vô cùng hiện đại. Như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta thuận tiện hơn trong quá trình là mình di chuyển hoặc là mình bảo quản. Và tại sao chúng ta phải sở hữu chiếc máy hàng này? Bởi vì máy hàng thiết kế nhỏ gọn và cũng dễ dàng sử dụng, cho nên là gia đình nào cũng có thể sử dụng được, hoặc là tất cả những cái xưởng gia công nhỏ chúng ta cũng có thể sử dụng được với chiếc máy hàng điện tử như thế này. Còn bây giờ thì không để cho tất cả quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng với Minh Trí chúng ta hãy đập hộp và xem thiết kế ở bên trong của chiếc máy hàng điện tử HK160A như thế nào mọi người nhé. Và sau khi Minh Trí đã mở hộp ra thì mọi người đã nhìn thấy là cái cấu tạo bên trong rất là đơn giản mà ai cũng có thể sử dụng được với lại máy hàng điện tử HK160A. Quý vị có thể thấy là chúng ta sẽ có bao gồm một chiếc máy hàng và trọng lượng của nó chỉ là 4,6kg thôi. Thiết kế vô cùng gọn nhẹ như thế này đây. Và đi kèm phụ kiện thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái dây kìm hàng và một cái dây kẹp mắt. Rất là đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta còn có thêm đó chính là một cái quyển sách để giúp cho quý vị là hướng dẫn sử dụng ngay tại nhà. Và không quên đó chính là một phiếu bảo hành trong vòng 12 tháng đến từ công ty Hồng Ký. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một vài cái thông số chi tiết của chiếc máy hàng điện tử HK160A mọi người nha. Và với chiếc máy hàng điện tử HK160A này thì sử dụng dòng điện một pha 220V, công suất đầu vào là 7.9kVA, 4.75kW và đặc biệt là sử dụng từ que hàng 2.5 đến 3.2mm. Chúng ta có thể sử dụng que hàng 3.2mm liên tục mọi người nha, với cái dòng hàng thực là 160A. Với cái thiết kế cấu tạo thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái cách mình sử dụng và từng cái bộ phận chi tiết của chiếc máy hàng điện tử HK160A ngày hôm nay. Đó chính là mọi người thấy chúng ta sẽ có bao gồm đó chính là cái phần nút nguồn nè, rồi chúng ta sẽ có đó chính là cái đèn báo khi quá nhiệt, rồi chúng ta sẽ có cái đèn báo nguồn và đặc biệt là cái nút điều chỉnh cái dòng hàng của chúng ta. Rồi chúng ta còn có thêm đó là cực âm và cực dương. Đây chính là cái cấu tạo của mặt trước. Còn với phía cấu tạo của mặt sau thì mọi người có thể thấy là với cái thiết kế cái dây nguồn nó cũng rất là chắc chắn nè, để chúng ta an toàn trong suốt quá trình sử dụng cái việc hàng ở trong gia đình của mình hoặc là ở những xưởng. Chúng ta còn có cái quạt thông gió để làm mát cái bộ phận máy ở bên trong, và đặc biệt là chúng ta còn có cái nút chốt để mà tiếp đất nữa, để sử dụng rất là an toàn với cái dòng sản phẩm này. Hồng Ký đã nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam và được bảo hành trong vòng 12 tháng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắp ráp những cái phụ kiện đi kèm vào chiếc máy hàng điện tử HK160A. Thao tác cực kỳ đơn giản và nhận hàng ngay tại nhà thì mọi người cũng có thể sử dụng được và tự mình lắp ráp được, rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối dây kìm hàng với cực dương của nguồn đầu ra bằng cách là chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ và siết thật chặt. Sau đó chúng ta sẽ kết nối lại dây kẹp mắt với lại cực âm của nguồn đầu ra. Tương tự như vậy, cũng vặn theo chiều kim đồng hồ và siết thật chặt. Cũng như là chúng ta sẽ kết nối với lại dây kẹp mắt với lại vật hàng. Còn dây kìm hàng thì chúng ta sẽ kết nối với que hàng như thế này mọi người nha. Ngoài với cái tính năng đó chính là tiết kiệm điện năng và đèn báo khi quá nhiệt, thì với máy hàng điện tử HK160A có thêm hai tính năng ưu việt nữa. Đó chính là chế độ mồi lửa nhanh Hot Start cũng như là chế độ tự động bù hồ quang Asphalt. Với hai tính năng này sẽ giúp cho người dùng thuận tiện hơn trong việc hàng của mình, cũng như là tiết kiệm được điện và đặc biệt là mối hàng của chúng ta sẽ đều và đẹp hơn. Còn mối hàng đều và đẹp như thế nào thì hãy cùng ra hiện trường cùng với bạn kỹ thuật.
Vừa rồi thì nhân viên kỹ thuật của Hồng Ký đã test ngay chiếc máy hàn điện tử HK160A. Quý vị thấy máy hàn hoạt động rất là êm ái và cho ra mối hàn đều và đẹp như thế này. Nếu như quý vị đang cần sở hữu ngay một chiếc máy hàn cho gia đình của mình hoặc là cho xưởng gia công nhỏ lẻ của mình thì hãy đặt hàng ngay bằng cách là quý vị để lại thông tin, tên, địa chỉ, số điện thoại vào comment bên dưới hoặc là liên hệ với đại lý của Hồng Ký trên toàn quốc để được phục vụ tận nơi. Còn nếu như quý vị thấy video này thật sự hữu ích thì hãy thả like và subscribe ở bên dưới mọi người nha. Bây giờ thì Minh Chí xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.